một cái mẫu chuyện đặc biệt của ông chú này là ổng hành nghề từ xác giết trâu bò cho tới heo các quý vị. Những cái mẫu chuyện này đó là nó có sự thật ở trên thế gian, mà ở đây đó những cái mẫu chuyện nhân quả đây tôi kể là thật ra để tìm hiểu những cái mẫu chuyện ở tại thế gian có thật sự chứ không có đặt điều, đặt những cái mẫu chuyện gì hết. Bà con mình có nghe được mà nếu có điều gì đó nó không có vừa ý hoặc là có những việc gì thiếu sót thì cũng ngưỡng mong quý vị cũng hoan hỷ thông cảm giùm. Trước đây đó ổng hành nghề đó là xác giết là rất là nhiều, từ cái việc mà trâu bò cho đến là heo đó, rồi luôn tới cả những cái việc mà gà vịt đồ này kia đó ông cũng phải là gom góp về để mà ông lo là sanh sống ở trong một cái khu chợ mà ngày xưa khu chợ này đó là cũng nhỏ thôi, gọi là chợ xã. Thì cái cuộc sống của ông đó trong gia đình đó ông nuôi đó là liên tục như vậy, đó là từ cái đời của ông nội rồi tới ông và sau này truyền thụ cho tới người con. Mấy người con cũng đều hành cái nghề xác giết hết quý vị, trâu cho trâu bò heo gà thì đều xác giết được hết. Thì có một cái cô này là con của ông, như vậy là không có hiểu biết như thế nào mà cô nhận như thế nào về cái nhân quả mà tự nhiên cô bỏ nghề cô không làm nữa, và hôm nay là cô có tham gia vào những cái việc mà đi non núi để cầu nguyện cho tất cả những cái linh hồn đó, những cái linh hồn mà ngày xưa đó trong gia đình của cô xác giết. Thì cái mẫu chuyện này đó khi mà mình hỏi lại đó, thì cô đã có thực lại cho mình biết, là cô này là người con gái con của ông. Thì kính thưa quý vị, trong cái mẫu chuyện khi mà lên trên non đó ngồi mà buổi chiều đó, cô có kể lại cho mình biết là vào một cái thời gian mà cái cuộc sống của ông nội rồi tới là cha cô rồi tới là luôn tới cả anh chị em ở trong gia đình của cô đều làm hành cái nghề đó hết. Người thì chạy xe đi bán thịt, còn người á thì xác giết, rồi luôn tới cả mở ra một cái lò rất là lớn nha quý vị. Mỗi một ngày như vậy đó đem về một có khi một buổi chiều đó thì thường thường chạy qua lại thì mình thấy rõ ràng đó, có nhiều khi đó là nguyên một cái chiếc xe như vậy chở 5-7 con heo, có khi bò trâu đồ đem lại đó bán, là cái như là buộc xiềng xích vô đó để chuẩn bị đó là những cái dịp mà lễ hoặc là Tết để mà đập đầu đó xác giết. Thì trong một cái việc mà làm như vậy đó cô bác mình thấy rõ đó cái sự sát hại của loài vật ở đây đó, thì hoàn toàn đó là cô bác mình thấy rõ là vì cái sự sống mà là phải sanh ra những cái nghề, sanh cái nghề đó là đặc biệt là cái nghề xác giết mà đập đầu trâu nhiều nhất. Mỗi một cái đợt mà khi mà cái ngày xưa có cái sân banh đó quý vị, đem về đó thả lần đó là nguyên bầy đó để gọng ở đó để mà đập đầu trâu đó, ngày xưa là đập đầu chứ không có sau này mới có chích điện nha quý vị. Thì ở đây đó nói ra để cho cô bác mình đó là biết được đây là một cái việc làm đó mà chứng minh cho mình thấy đó, không biết là cô con gái này cũng nghĩ như thế nào mà hôm nay đó là cổ bỏ cũng không có làm cái nghề đó nữa đó. Thì cô mới kể là trong một cái quãng đời của cô đó, từ hồi lúc nhỏ mà khi mà mẹ cô đó là đi bán là thịt đó trong cái xề đó, đội xề đi bán ở trong gạch rồi đó, thì lúc bấy giờ đó cô cũng đi theo, mà ngày xưa buộc bằng những cái dây lát đó quý vị, buộc đó là căng ký rồi buộc vô đó chứ không có bọc, cho đến khi mà hành nghề cho đến lúc cô đó là 20 tuổi rồi lớn tới 25 tuổi là cô lập gia đình. Thì ở trong đó đó xác giết mỗi một ngày như vậy, gia đình của cô đó từ ông cha rồi tới là anh em ở trong nhà đó, mỗi một đêm như vậy đấy ha, là cả như cái phân phối thịt hết trơn rồi đưa cho những cái kệ, nào là trâu rồi nào là thịt bò, tất cả những cái chỗ mà người ta cần thiết đó để mà phân phối cho người ta. Thì xin thưa cùng toàn thể quý vị, mỗi một khi đó da thì đem đi bán là cho người ta làm trống nha quý vị, còn xương thì để cho người ta hầm để người ta nấu nước ngọt đó, cân ra đầy đủ hết trơn, mà gia đình càng ngày càng giàu có lúc đó đó.
Thì trong cái thời gian đó đó, qua cái giai đoạn mà cô lập gia đình rồi đó, từ giá là khoảng trên dưới khoảng 10 năm sau thì cô tự nhiên cô không làm nữa. Và cô xin là phải tạo ra cái nghề khác, chứ cô không có làm cái nghề đó nữa. Bởi vì á, mỗi một đêm mà khi ông già mà dắt cái con trâu vô đó, dắt con trâu mà vô ở trong một cái chỗ mà để mà đập đầu đó, thì ngày xưa đó, cái ông chú này ông có một cái búa đặc biệt lắm. Cái búa này là cái búa đặc biệt là để mà đập đầu á, là con trâu mà khi nịt cái đầu nó vô đó ha, là ông đập trong vòng 2-3 cái là nó chết liền, nó trợn trắng lên dãy đành đạch là chết đó quý vị. Thì cô chứng minh thấy như vậy rồi đó, thì cô về cô mới nói với ông chồng của cô đó, nói thôi giờ không thể nào mà mình làm nữa được đó, bởi vì mình thấy cái tội này nó quá mức rồi. Mà khuyên ông cha thì ông cha nói bây giờ nếu nghĩ thấy gì cái việc gì mà làm nữa nghe quý vị, thì ông cha ông mới làm. Thì trong một cái thời gian mà đập đầu rồi đâm họng ha, là ông mở ra nguyên một cái lò, ở trong đó rất nhiều người là đệ tử của ổng để mà vô đó, người thì cạo lông, người thì là ra thịt. Thì xin thưa cùng toàn thể bà con, đến chừng mà đến lúc mà kể như là làm ăn khá rồi, bắt đầu á xây cất lên nhà lầu hoàn toàn đó, là con của ông là người nào cũng có cất lên cái nhà lên cấp 4 rồi lên cả 2-3 tầng nữa quý vị. Và mua những cái phần đất đó ở gần gũi đó để mà cho làm ăn cho khá lên, rồi là lớp thì gả con gái, rồi lớp thì cưới vợ cho con trai rồi này kia đó, tạo cơ nghiệp lên là gì cái chỗ sát sanh mà ra không đúng quý vị, giết chóc để mà lấy cái đồng tiền. Thì qua một cái thời kỳ đó, từ hồi năm 75 thịnh hành cho tới luôn tới cả qua năm 2010, 2015 đó quý vị. Thì vào cái năm 2000 đó, hồi lúc đó là ông mới ngã bệnh. Cái gia đình của ông đó lúc đó là cả như mà cái năm đó là nước lụt ở trên cái lộ đó là bơi xuồng đó quý vị. Như vậy thì ông ngã bệnh đó. Có một đêm đó đó, có một đêm đó thì như vậy thì ông thấy ha, là hai bên ở trên cái giường của ổng đó, trâu mà nó nằm bày nó lội nước ở bên đó, nó đu theo hai cái giường của ổng ở mùa nước đó, mà cái giường ổng thấy nó nằm ở trên cái mé lộ á, nhưng mà có một cái đó là mấy cái bầy trâu nó đút cái đầu vô nó kêu nó đòi mạng ổng đó. Có nghĩa là xác giết nó quá nhiều đi. Thì ông này đó ổng mới là giật mình thức dậy. Ổng giật mình thức dậy thì ổng mới kêu con, ổng mới nói như vậy thì cho biết là tất cả những cái con vật này nó sẽ lên nó đòi cái mạng của mình đó con ơi, thôi bây giờ mấy đứa con tính làm sao. Như vậy thì con của ổng nói chắc ông nằm mơ vậy thôi, chứ còn thật ra nó cũng không phải là có cái gì đâu, bởi vì cái người ta đã hành những cái nghề mà sát giết rồi. Thì con của ông đó nó sẽ đi tới mức độ á là hoàn toàn đó nó không có tin cái lời của ổng. Như vậy thì qua cái năm thứ hai đó là lần lần cái bắt đầu ổng ngã bệnh xuống, mà ổng chỉ là mệt không quý vị, ổng sanh cái bệnh mệt. Thì khi mà đưa xuống bác sĩ rồi á, thì lúc đó là bác sĩ người ta cho biết đó là ổng bị cái ảnh hưởng của cái vấn đề mà cái cấp tính của hô hấp mình đó, là có nghĩa là qua ảnh hưởng của phổi và tim đó. Cái sự sát giết này đó nó sẽ đi tới những mức độ là hoàn toàn đó là ổng sẽ gây, ổng phải trả những cái nghiệp này nghe quý vị. Thì ở đây mình chứng minh cho mình biết, cho tất cả bà con để chúng ta thấy được. Bởi vì á, trong cái sự sát giết này đó, nếu mình giết cái loài vật như thế nào thì chúng ta sẽ thấy được những cái hậu quả nó sẽ đưa tới như thế đó. Cũng như tất cả những cái việc mà vừa qua, những cái mẫu chuyện mà tôi đã kể cho cô bác thấy đó, là cái anh này đó ảnh mới là đâm cái con cá mà có nghĩa là ảnh nướng chui đó, thì sau này ảnh té xuống dưới cái hầm mái đó quý vị, cái cây sắt nó chỗ lên cái hậu môn của ảnh là ảnh phải chết tại chỗ luôn. Thì cái nhân quả này đó, khi sát giết mà gịch cái con trâu vô mà đem vô mà đập đầu đó ha,
thì nó thở ha, nó rên, nó gống đó, ha, bà con mình thấy nó đau khổ, cũng như là cái người mà bị cái bệnh hô hấp gì đó quý vị. Nó phải dằn giật mình mẩy nha, cho đến khi mà cuối cùng rồi đó là phải chịu chết. Thì trở lại cái ông chú này đem vào những cái việc làm ở đây đó, ổng đã nhìn thấy được đó là cái giấc chiêm bao của ổng như vậy rồi. Đầu tiên á thì ổng mới nói với cái người con thứ nhất á, là cái con lớn của ổng nói thôi bây giờ cha thấy những cái hiện tượng nó thấy nó kỳ lạ quá, mà mỗi một đêm á, tất cả trâu bò heo cúi gì về đây nó gom về đây mà nó đòi mạng, có nghĩa là quá giết xác nhiều, giết nhiều rồi, thôi giờ mình phải tính làm sao mà cho bỏ cái nghề này con ơi. Thì mấy người con ta đâu có chịu đâu, bởi vì mỗi một ngày như vậy là thu tiền vô đâu có ít đó, cái sự mà nó có lợi lộc mà cho mình mà ở tại chợ mà mình bỏ nghề thì người ta chụp vô là người ta phải làm liền đó. Như vậy thì cuối cùng mấy người con không chịu. Thì trong cái thời kỳ mà khi ông ngã bệnh xuống rồi đó, là ông chỉ mang cái bệnh mệt không quý vị. Mệt rồi đưa xuống bác sĩ thì bác sĩ trị hết rồi trở về thì vài ngày sau nữa thì bắt đầu ổng mới mệt nữa. Nó gây tạo những cái điều đặc biệt nhất đó là khi mà ông mà đưa về đấy ha, nhà đi xuống bệnh viện thì thôi mà về nhà là ông nằm chiêm bao là ông thấy toàn là những cái linh hồn đó, nó phải bu ổng. Nó bu là đầy đủ hết trơn á. Để làm chi? Có nghĩa là nó đòi cái mạng của tất cả những con vật mà ổng đã giết. Thì nó không có xa, vào một cái thời gian cách đây khoảng chừng cả 5-6 năm trở lại đây thôi, thì lúc đó là ổng cái bệnh ổng càng ngày nó càng nặng đi. Ổng càng ngày nó càng nặng thì bắt đầu dần dần tới mà nó lạ. Có một điều đặc biệt nhất là quý vị mình thấy rõ nha, cái sự màu nhiệm mà cái việc này đó, cái người con của ổng, cái người con gái đó là không có làm những cái nghề mà xác giết nữa, mà tự nhiên á cô mới dẹp tất cả những cái điều kiện là nào là xề, nào là những cái việc mà cái vụ việc giao thớt đồ đó, cô chặt đồ này kia, cô đem ra cô đốt, cô bỏ, cô nguyện giấy, cô không làm nữa. Thì nó lạ có một điều đặc biệt là khi mà đốt xong rồi đó, cái này không biết là cái nhân duyên như thế nào nghe quý vị, thì ngay chân chỗ cái chỗ mà trước khi mà chôn cất ông đó, nó có một cái điều lạ nhất là ở tại chỗ làm heo mà sao nó mọc lên một cái cây bồ đề. Nó ngặt có một cái là chỗ mà nhớ là cái chỗ đốt đó, nó mọc lên cây bồ đề. Thì cái cô này cô mới thấy là rất là lạ nha. Đó. Rồi khi mà ông ngã bệnh xuống rồi là cô bỏ cái nghề đó, cô mới về khuyên con nó phải tạo ra cái nghề khác làm đi, không có còn xác giết nữa. Nhưng cái mấy người con của ổng là rất là ngoan cố để giết xác nữa, cũng mua trâu mua bò cũng về đập đầu là làm cho tất cả những cái việc đó là để sanh sống. Thì toàn bộ đó qua một cái thời gian mà đeo đắm ổng mà đến khi chết nha, đến khi mà ông đã là lần đó nó chút cái hơi á, là mòn của ổng đó là nó hành ổng, nó hành khi mà cái cơn mà nó mệt lên đó ha, là dãy dụa đó, cũng như là y gan như cái con trâu mà đang chuẩn bị mà đem ra mà đập đầu đó, là xiết nó vô đó quý vị, dãy nghe đành đạch ở trên giường như vậy đó. Cuối cùng là đến khi qua cái giai đoạn đó là ổng chút cái hơi là cách đây là khoảng không lâu, khoảng 6-7 năm nay thôi. Đó thì cái hành xác của ổng nó kéo dài cho 3-4 năm liên tục như vậy đó, là lăn lộn rồi gên la khóc lóc này kia như vậy đó, y cũng như là mình chuẩn bị đem cái con trâu vô là để mà đập đầu vậy đó. Rồi á là ông mới là khi mà ông mới gần chết đó quý vị, ông gần chết á, thì lúc đó là tự nhiên ở trong mình của ông đó ha, là hai tay của ông mà cái lúc mà cái người bệnh nó càng ngày càng ốm đó ha, mà dãy dùng đó, y gan cũng như là mạnh dạn đó, ông dãy lên cũng như là cái con trâu mà chuẩn bị mà đập đầu đó mà nó chết rồi đó quý vị. Ông gồng lên đó ha, là dây cộ gì này kia văng ra hà trơn như vậy đó, là lật ngang đó, trong vòng có nửa tiếng sau là ông chết.
thì cái nhân quả này nó sẽ đưa tới cho ông. Và cuối cùng sau này nó có một cái điều đặc biệt lạ nhất nữa, là khi ông chết rồi đó, ba bữa sau, có nghĩa là khi ba bữa sau rồi đó, là mở cửa mã ông đó ha, thì bà con mình thấy rõ đó. Cái đêm đó là cái cô con gái là nằm trên bao thấy rõ ông là hiện tại bây giờ nó: con ơi, ông về đứng ngay đầu nằm kêu gõ là: con ơi, hiện tại bây giờ nếu các con không nghe lời cha thì á, hoàn toàn là cha sẽ giữ cái bầy trâu với cái bầy bò này hiện tại đó là không bao đời nào mà trả cho hết nổi những cái việc mà xác giết của các cái loài vật mà gây tạo từ cái ngày mà nuôi con cho tới bây giờ. Thôi bây giờ mấy con á, gắng cố gắng để mà làm sao mà hồi tâm tỉnh ngộ lại nghe bạn. Hồi tâm tỉnh ngộ, nếu mấy con không nghe lời cha thì á, sau này đó mấy con chịu khổ. Nếu không nghe thì mấy con chịu khổ. Đó, thì hoàn toàn đó là khi cái lời của ông đó là liên tục là báo tin cho con gái của con ổng biết như vậy đó. Thì qua cái cuối cùng á, cái đêm thứ ba đó là khi mà ổng bước lên, ổng cho báo tin cho cái người con gái ổng đó, đêm thứ ba đó nếu con không tin nữa thì mỗi một ngày là làm từng là làm từng, nhưng mà cái việc xác giết vẫn xác giết. Có cái người con gái là đặc biệt là cô đó là cổ ăn chay thôi, để mà cổ lo cho bổn phận là của người con để mà báo hiếu cho cha đó. Như vậy á thì cái ông mà thứ nhất đó, cái ông mà con trai thứ nhất đó là cái ông đó là xác giết nhiều. Ông thứ hai đó nghe, ổng lên đó, ổng xác giết là mỗi một ngày ổng không có nghe lời cha đó, ổng cũng vẫn giết trâu giết bò như vậy đó. Thì một ngày nọ đó, cái anh này ảnh nằm, ảnh chuẩn bị cái đêm đó để mà ảnh giết cái con trâu để mà bán cái thịt đó, làm ra thịt Tết đó quý vị. Thì ảnh nằm chi bao đó, thì lúc đó là ảnh, cái giấc mộng của ảnh đó là ảnh thấy ảnh lôi cái con trâu vô. Ảnh lôi con trâu vô, ảnh vừa buộc lên đó là ảnh giá cái búa lên đã chuẩn bị là ảnh đập đầu, thì ảnh thấy là nguyên cái hình của ông già của ảnh hiện ra đây, là không phải là con trâu mà là ông già. Ông la lên, ông nói: tại sao mà con tại sao con nhẫn tâm mà con đập đầu cha như vậy? Thì anh này mới giật mình đó, là ảnh thức dị như vậy là hoàn toàn đó, cô bác mình thấy rõ ràng đấy ha, là ảnh chớ giới là ảnh không có, đêm đó là ảnh không có giết con trâu đó nữa. Như vậy thì cuối cùng rồi đó, ảnh ra ngay chân cái chuồng đó thì tự nhiên đó con trâu á, ngay cái chỗ mà nhốt đó, thì ảnh đứng ảnh thấy là cái con trâu mà chuẩn bị ảnh là đem vô giết đó, thì là nó đứng nó gục cái đầu xuống, mà hai hàng nước mắt của nó là nó nhỉu nhỉu xuống, là nó biết được cái con trâu đó là coi như nó chuẩn bị đập đầu rồi quý vị. Thì anh ta đó mới thấy được như vậy đó, là anh ta không có giết con trâu đó. Thì trong một cái đêm đó đó, ảnh thay những cái việc làm của ảnh đó là làm mấy con heo đi, là ảnh mới là xác giết trong những cái việc của ảnh là ảnh mua bán ngày đêm đó, là qua cái đêm sau như vậy đó. Qua cái đêm sau đó thì ông già của ảnh hiện về, có nghĩa là hiện về báo mộng cho anh biết toàn bộ tất cả, nếu các con không có nghe lời cha nữa. Và đây là đặc biệt nhất là cái con trâu này đó, là cha là hiện lên đây để báo tin cho con biết, nếu con giết đây là giết cha đó. Cái linh hồn của cha đó hiện tại giờ phải đọa vào đây để chịu những mỗi một kiếp là một con thú, mỗi một kiếp là mỗi con trâu, mỗi một kiếp là một con bò, để mà trả hết cái số nợ mà nuôi con cho đến bây giờ. Thì thật ra đó, trong cái thời gian mà khi mấy anh này nghe được và thấy được những cái việc làm á, thì cũng giái nguyện rồi kêu các nhà sư lại cầu an đồ này kia, ở cầu nguyện lại và tất cả bà con đồng đạo lại xúm lại để mà cầu nguyện vậy thôi, cũng qua lo thôi. Và ông già báo tin cho biết, nếu các con mà cãi cha cho tới bây giờ thì hoàn toàn là các con sẽ chịu khổ. Thì ở đây cô bác thấy rõ ràng cái lời mách bảo của ông già, lời mách bảo của ông già, nhưng người con gái hiện tại bây giờ đó, cô không có còn xác giết nữa thì cô có gia đình cô làm ăn khá nha quý vị. Còn hai cái người con trai, ba người con trai mà đeo mà làm xác giết đó, càng ngày gia đình lụng bại từ từ đó ha. Rồi gia đình phải ly tán, rồi vợ con là phải là không có còn làm ăn khá giả như ngày xưa, lên xe xuống ngựa lần lần rồi thì cuối cùng rồi thì
hoàn toàn là chịu cái cảnh khổ hiện tại bây giờ, và một người đặc biệt nhất là chết ở tại ngay cái chỗ làm heo luôn. Mang cái bệnh chỉ cần á, nhậu rồi là ói ra là tự nhiên đó, là tự nhiên ói ra máu thôi, là tự lật ngang là chết ở tại ngay chỗ đó luôn. Như vậy thì hai cái người con á, cái người người thứ hai và người thứ ba đó, là người ta mới thấy được cái việc làm như vậy là cái người mà sát giết nhiều nhất đó, cái chú này chú giết nhiều nhất đó, thì bắt đầu chú bị cái quả đó lần lần đó. Thì hai người đó mới tính lại, thôi bây giờ đó không còn sát giết nữa, thì thôi bây giờ đó, mình cứ nghe lời để mà ông già ông khuyên như vậy, mà cái giấc chiêm bao này nó có như vậy đó, là linh hiển như vậy, thôi bây giờ thôi anh em mình đừng có nên làm nữa. Thì cuối cùng ra rồi á, thì hoàn toàn đó, hai cái người này đó khi mà tỉnh ngộ được rồi á, thì lúc đó đó là cái ông mà ổng đập đầu nhiều đó, ổng đập đầu mà sát giết nhiều đó ha, thì ổng bị một cái tai nạn rất là nặng nha quý vị. Khi mà ổng chở nguyên một cái sọt heo, nguyên một cái sọt thịt đó, ổng chạy như vậy đó, thì ổng gướng lên cái đầu cầu á, chiếc xe bên kia nó đâm qua đó, ổng lật ngang một cái một đó ha, là nó bá vô ngay chân chỗ cái thanh cầu đó. Thì chở ổng đi ra là bắt đầu bác sĩ cho biết đó là ảnh hưởng của cái não, là nó phải nuôi sọ đó, cho đến khi mà trở về thì ổng là nửa tỉnh nửa mê cho đến bây giờ. Hiện tại bây giờ lần lần rồi đó là bỏ nghề, gia đình bỏ nghề luôn, là ổng mang cái bệnh là y như là cái người mà nó mất cái trí nhớ luôn tới bây giờ luôn quý vị. Còn cái ông kia ổng thấy được cái cảnh giật mình rồi là hoàn toàn bỏ luôn, và ông sẽ nguyện là từ đây sắp tới không còn sát giết heo ở trong cái thời kỳ này nữa, và ổng bỏ nghề luôn tới bây giờ. Nhưng mà cái nghiệp này nó vẫn nghèo đó, vẫn khổ luôn. Rồi bây giờ anh trở ngược lại là anh đi làm những cái việc từ thiện, anh phải cải hối lợi và nguyện giái là khi nào mà cái xác của cuộc sống của anh đó giàu có khá giả hoặc là không khá giả gì, anh nguyện là cái đời của ảnh là sẽ nguyện làm tất cả các việc từ thiện này để mà gỡ đi những cái nghiệp quả mà cho cha cho mẹ của anh đã gây tạo hôm nay, và anh em của anh sát giết nhiều rồi gây tạo một người chết và một người bị tai nạn, và anh hiện tại bây giờ quay đầu trở lại để chay lạc giữ giới, cho đến hôm nay anh vẫn còn sống và đi cầu nguyện bình thường và không làm nghề sát giết ở trong cái thời gian là nuôi gia đình nữa quý vị. Thì hôm nay rõ ràng đó, bà con mình thấy là cái sự quan nghênh của bà con đồng đạo mình đó, anh đó là mỗi một ngày anh đi cầu nguyện rồi anh đó làm những cái việc mà từ thiện ở đâu tham gia ở đâu anh cũng vẫn làm hết, thì gia đình của anh vẫn yên ổn cho đến bây giờ. Còn những người gây tạo những cái ác nghiệp thì sẽ bị cái quả đó và chết một người đó quý vị. Thì hôm nay đó, cái luật nhân quả này đó, thầy nói rõ cho mình biết đó, gieo nhân thì phải gặp quả, trồng cây lành đó thì mình cái vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Như vậy thì anh này anh sẽ được những cái phước báo của ơn trên đó, là có thể là kéo dài, và anh nguyện là sẽ cứu vớt linh hồn của cha mẹ cho đến ngày cuối cùng cái đời của anh, thì ảnh quay đầu trở lại ảnh chay giới và bỏ hết những cái nghề nghiệp đó, và hôm nay ảnh đã quy y theo đạo để ảnh là cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ ơn trên được là giải thoát ở trong cái nghiệp sát sanh này. Thì đây là một cái việc làm mà có thể nói là quan nghênh cái tinh thần của anh trong cái thời kỳ mạt pháp này. Đó là một cái mẫu chuyện chứng minh cho bà con mình thấy, đức thầy cho biết á, chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành đó. Thì hôm nay đó anh đã ăn năn và cải sửa được, thì quay đầu trở lại thì gia đình anh sẽ sống được yên ấm, mặc dầu gây nên cái nghiệp thì anh chấp nhận trả, nhưng mà cái khổ anh vẫn vui vẻ để trả, chứ không còn làm những cái việc mà sát giết hôm nay nữa. Thì những cái bộ chuyện đầu tiên chúng ta sẽ thấy được quay đầu hướng thiện, thì đức thầy nói là bằng tăng giúp giùm. Đó là mẫu chuyện thứ nhất. Tánh ông bác Tư này nóng lắm, khi mà trâu mà nó trứng rồi đó là ông quánh bằng cách là ngày xưa mà loại mà gôi mây đó, là ông quánh là trâu mà gống luôn ở trên cái ách đó quý vị, chứ không phải là dừa.
Bởi vì ông khi mà trâu cầm cài á, quạt bừa rồi đó là gặp ổng là nó rung mình đó, nó sợ á. Thì vào năm nào nó cũng vậy, có một mùa cài nó qua cái mùa cài á, thì bà con mình thấy đấy ha, mỗi một khi mà cài đó, cái lữ cài ngày xưa đó, tôi chứng kiến thấy đó là mỗi một lần mà ông cài đó gắn bông súng với mà loại gắn mà như là gắn lát rồi ngày xưa đấy, nó đứt đó, mà ông đem về đó là cả thùng đúng quý vị đó. Cái lưỡi cài mà khi mà nó cài tới đâu đó gắn lát hoặc cái bông súng rồi gắn nước rồi này kia, nó nằm ở dưới hang đó ha, cái mùa đó nó chết biết bao nhiêu mà nói. Thì tất cả những cái loài vật mà nó bị sát giết của ông đó, nó dồn lại nó. Mà ngày xưa đó, trong cái thời kỳ mà đạo pháp chưa có được là khai thông, chưa có được là mở rộng như bây giờ đó quý vị, thì người ta cứ nghĩ là cái việc đó là cái như có là ăn thôi, chứ không có nghĩ là cái việc mà nhân quả sát giết đó. Mà mỗi một lần cái lưỡi cài mà quý vị mình thấy đó, cái rễ cây mà còn đứt chứ huống chi cái loài vật đó, nó nằm ở dưới là kể như là nó đứt ngang vậy, là ông moi vô ha, ông bắt có khi đó, con đứt đầu, còn có khi con đứt mình, đứt mẩy tùm lum la chứ. Và quan trọng nhất đó là cái cặp trâu nào mà đúng vào cái thời kỳ mà ông đập lúa, hoặc là cái cặp trâu nào mà đúng vào cái thời gian mà ông cầm để mà cài bừa đó ha, thì á là nó chịu cái cảnh mà quánh đập của ổng là thấy ghê gớm đó quý vị. Chứ không phải như á, là bây giờ mà mình cài máy đâu. Thì ông Bác Tư này đó, suốt một cái thời gian mà từ ông già của ổng rồi cho tới là ổng, rồi luôn tới cả là cái anh thứ hai, là tôi kêu bằng anh đó, là con của ổng đó, ông này đó là ổng cầm, sau này ổng cầm lại một cái bầy bò như vậy á, thì cái ông Bác Tư này ổng có một cái việc làm của ổng là rất là độc nha quý vị. Thì hôm nay đó mình thấy chứng minh đó là hoàn toàn con người của mình gây tạo những cái ác nghiệp thì chúng ta sẽ thấy được cái nhân quả đó là sẽ trả. Bởi vì ở đây đó mình nói về cái nhân quả cho bà con mình hiểu, cho hiểu biết được là cái việc mà mình làm những cái ỷ mạnh mà mình ăn hiếp yếu. Ngày xưa đó ông có một cái cặp trâu này đó, là có con trâu cui đó, con trâu cui này đó ha, mà bà con mình đó, trong cái thời gian mà tôi thấy rõ đó, cái con trâu cui này ngày xưa đó, nó mạnh là một cái con trâu mà nó gác một cái ách thôi, có thể là nó đi nó cài một mình, nó là một cây cài mà nó hơn cặp trâu đó, cặp trâu thường. Con trâu cui nó mạnh mà gấp là một bằng gữ của con trâu thường của mình đó quý vị, mà nó không có cái sừng, nó chỉ có lú lên đi như con bò thôi nha. Đó, thì mỗi khi mà con trâu cui này nó chịu trứng rồi, nó gần tới cái giờ nghỉ của nó đó ha, nó qua một vòng nữa là không có thể nào mà nó đi nữa, nó cứ ghì cái đầu xuống. Mà quý vị mình coi đó ha, dòng cây cây mà loại mà bằng cùm tay đó, mà ổng kê ngay cái sừng của nó đó, mà ổng tán vô cái sừng đó mà nó gống vậy, mà ổng không chịu tha nó đó, mà chỉ còn một vòng nữa thôi. Bởi vì cái con trâu cui ngày xưa là nó là cái loại trâu mà nói chung ra là loại trâu nó mạnh nhất ở trong tất cả các cái con trâu thường của mình đó, mà có cái là nó trứng nha. Mà thường thường người ta nói là trâu hay là trâu trứng đó, ổng quánh là đến đổi mà nó gống tại chỗ luôn, mà ổng không chịu tha nó. Cuối cùng á, ổng dùng những cái loại mà rơm quấn cuối đó, ổng đốt lửa lên, ổng châm ngay chân cái mông của nó đó, nó nhảy dựng lên luôn đó, mà nó còn là quỳ xuống chứ nó không chịu đi đâu quý vị. Thì bà con cô bác mình thấy rõ đó, cái sự nóng giận này đó, thầy nói rõ cho mình biết đó, trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toàn cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là thỏa dạ. Cái lúc nóng giận của ổng đó là con trâu này có thể là ổng bằng chặt bầm nó được, ổng cũng giết nó được nữa. Đó, cái sự nóng nảy của cái việc của ổng cỡ đó đó quý vị mình thấy. Thì ở đây đó, cái nhân quả này nó sẽ đưa tới cho ông Tư đó, mà tôi chứng kiến đây là một cái điều kiện mà ông gây tạo là ông phải trả nghe. Thì trong gia đình ông là có ba người con. Cái ông anh thứ hai thì ông Hiền, còn ba người kia đó là sau này đó
ở hai người kia đó là ngay mấy anh đó là tánh hết y như ổng vậy đó, nóng giận dữ dằn. Thì qua một cái giai đoạn đó, khi mà ngày xưa đó, khi mà trâu mà sanh ra rồi đó, nuôi dưỡng cho đến khi mà nó vừa lớn lên đó, là quý vị mình thấy đó, tự ổng xỏ mũi nha. Mà ông xỏ mũi hay lắm, tôi chứng minh thấy đó, là ông cầm một cái cây mà như là cái cây sắt nhỏ vậy đó, ông làm như là cái cây lông nhím mình vậy đó. Thì ông bắt con trâu nhảy xuống rồi ông đeo ngay trên cái cần cổ của con trâu, rồi lội vừa qua tới sông thì ông xỏ cái dây ngang chân cái lỗ mũi, là lấy lên là cái dây đó là dây cương đó, là trong cái con trâu xỏ mũi đó quý vị. Ông rất là hay. Thì xin thưa cùng bà con, nó có một cái điều là rất là lạ nhất khi mà ông mà một năm đó đó, tôi còn nhớ là gần Tết nè, trên cái cà lan lúa của ổng đó là đạp xong rồi nghe, thì cái người anh thứ hai đó ảnh mới dắt con trâu ngé, con trâu ngé đó gần xỏ, kể như là trâu xỏ mũi đó, đi vô để mà kêu nói thôi ông ba ông xỏ mũi đi, để mà là mình liệt nó lại luôn, để khi mình về đó cà lan lúa mình bỏ ở đây rồi mình liệt trâu đó là chiều vô ăn Tết rồi bắt đầu vô cho nó ăn thôi, chứ để thả lan rồi nó đi không có thể là đem nó chiều nó đem về được đó. Thì bà con mình thấy rõ đó, trong cái thời gian đó nó là bị gì, trong cái việc làm của ông nó có thể biết đâu là cái quả báo nó sẽ trả không. Và ngày xưa từ cái việc đánh đập trâu, rồi từ cái việc mà xỏ mũi, rồi và những cái việc làm cho tất cả những cái đàn trâu là một tay ổng không à. Thì cái con trâu này đó, cái ông anh thứ hai con của ông Tư đó đem vô, ổng chuẩn bị một cái dây để mà xỏ mũi. Thì nó có cái điều là đặc biệt đó, khi ông không có, nó khiến ông sao không biết mà ông đứng ông nói thôi để nhóng cái cần cổ nó lên, có nghĩa là gài lên cái cây cài đó, buộc niệt cái đầu vô xỏ. Thì khi mà ông vừa chụp vô ông xỏ ngang á, con trâu này nó đau quá nên nó quay cái giò lại nghe quý vị. Nó đá ngang cái ngay chỗ cái chân phải của ông đó, có nghĩa là trúng nhầm cái chỗ nghiệt đó, ông lật ngang đó là quá đau đi, là nó không có cái sự nóng giận của ông không có nhịn nữa được nghe, quá tức đi mà ông xẻo chưa có được con trâu nó mới phóng ra, nó bứt cái sợi dây đó nha, là nó chạy ra. Mà quý vị mình thấy rõ ràng là ông cầm cái khúc cây tầm vong đó, ông gượt nó mà ông quánh con trâu đó ha, ông đập con trâu mà đến mức là con trâu mà chạy ra ngoài chỗ đó, nó mắc dưới cái dũng lầy đó mà ông phóng xuống mà ông đánh con trâu riết rồi nó gục luôn ở là dưới đó mà nó bất tỉnh luôn. Nó khi mà tỉnh lại đó, ông bước lên trên này đó ha, rồi người con của ông can ông không được, cái gì can ông không được. Khi mà đem con trâu lên rồi đó, phải chi mà vừa đâu, ổng quá tức đi, cái sự đau đớn của ổng nó quá tức đi. Ổng bắt con trâu lên đó, ổng lấy cái mác của ổng đó, ổng chặt đứt hai cái giò trước luôn. Thấy không, ổng cái sự nóng bức của ổng mà ổng chặt đứt hai cái giò trước. Có nghĩa là cuối cùng rồi đó, là ổng đem hai con trâu này lên đó ha. Ủa đem con trâu lên là đem hai cái giò lên, như vậy là con trâu chết ở tại chỗ luôn, nhưng ổng chưa tha nữa. Cái sự nóng giận của ổng tới mức độ là ổng đem con trâu lên, ổng làm thịt luôn ở trong cái ngày đó luôn. Ổng đem lên đó là ổng đem con trâu lên mà khi mà làm ra thịt rồi đó, ổng để ngay chân chỗ cà lan lúa của ổng đó là ổng cắt ra từ miếng như vậy đó, là để cho nó vừa hả dạ ổng mà đem ra phân phối cho bà con người ta ăn. Bởi vì cái sự nóng mà đến nỗi mà đá trúng ổng một cái như vậy đó, ổng quá tức đi. Thì xin thưa cùng bà con, ở đây đó những cái mẫu chuyện này đó mình không có nói là nó không có, đây là sự thật nha. Thì nếu bà con nào có nghe được thì chúng ta thấy được những cái việc mà nóng giận, cơn giận của mình đó, cũng như là cọp dữ trên rừng đó, thầy nói rõ. Cái đây là ác thứ 9 nha. Thì trong một cái thời gian nó không có lâu quý vị, trong cái thời gian nó không có lâu,
qua một cái giai đoạn mà khi ông á là đập con trâu rồi ông mới là chặt hai cái chân nữa để đem lên và ông mổ, ông xẻ, ông làm thịt cái con trâu đó ra cho nó hả dạ ông á, thì qua một có 2 năm sau gì đó thì bắt đầu á trong gia đình của ổng là cái hai cái người con bị trước. Hai cái người con trai của ổng là nó bị trước. Đó. Có nghĩa là khi mà cái người con trai của ổng là cái người đầu tiên á. À, thì lúc đó là cái như con trai ổng đầu tiên đó là ngã bệnh xuống, mà ngày xưa đó nói là mang cái chứng bệnh đặc biệt nhất là cái bệnh mà bị ban sởi ngày xưa đó quý vị. Đó, thì lúc đó là đưa vào bác sĩ rồi đó, thì lúc đó là cái như là bên đông y ngày xưa đó người ta coi lại đó là bị liệt, có nghĩa là anh mang cái bệnh đó rồi, thì mang cái bệnh ban mà ngày xưa nói là cái bệnh liệt đó, bệnh trúng gió liệt đó, là cái anh mà con của ông là đầu tiên là anh ông đó bị trước. Như vậy á, thì đem cho bên đông y người ta hút thuốc người ta điều trị á, thì lúc đó là cũng như hiện tại bây giờ nó cũng y gan, cũng như là cái bệnh mà hiện tại bây giờ đó là tê bại liệt gì đó, là không còn cử động nữa bên thân mình nữa quý vị. Một tay và một chân đó là nửa bên, như vậy đó là nằm một chỗ không. Như vậy á, thì ông đã biết được con của ông là cái người kế anh thứ hai đó. Thì anh thứ hai này đó, nói chung ra là ảnh rất là hiền, ảnh cản cha mình không được, thì ảnh biết đây là cái việc là làm của cha mình đó là gây tạo ra là cái ác nghiệp này thì sẽ bị. Thì cái người con của ổng đó bị liệt nửa thân mình cho đến 1-2 năm sau thì anh này chết, không có thể cứu được. Bởi vì ngày xưa đó nói những cái gì cái bệnh mà nói là tê bại liệt đó, thì kể như là bị trúng gió nặng là liệt ngang đó, là không thể nào sống được. Đó thì vì cái chỗ mà ông quá giận đi, ông mới là đập con trâu mà nó xuống sình, mà nó nằm nó gục ở tại chỗ luôn. Đây là một cái nhân quả mà con ổng phải chịu. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ thấy được cái việc làm của ổng đó rõ ràng, đó là bà con mình thấy đó, khi mà nó cái quả nó chả sẽ đi tới mức độ gốt gáo được đó ha. Thì cái người con chết rồi thì không có thời gian, không có bao lâu nữa. Một ngày nọ đó quý vị thấy rõ đó, là ngày xưa mỗi một cái đìa đó quý vị, mỗi một cái hầm, mỗi một cái miếng đất lúa mùa có 3-4 cái đìa như vậy đó. Cái đìa gọi là cái đìa mà để cho nước hạ xuống gần Tết để mà xuống để mà bắt cá đó nghe. Đó. Thì trong cái thời gian mà cái hầm mà người ta kéo lên người ta bắt cá rồi đó, ông mới là thảy lục bình xuống để mà ông nuôi lại cho cái mùa sau để bắt cá đó quý vị. Thì cái đuôi hầm đó đó nó có một cái bãi sình như vậy nè, nó có một cái bãi sình đó là nó không có phải là nó sâu nha, nó cũng nửa ông quyển nước mình vậy đó. Thì ông ta mới là trong một cái buổi chiều đó đó, ông mới nói thôi để chiều lại là mình xách là cái nôm xuống dưới đây để mà mình nôm một số cá lần về. Mà ngày xưa đó quý vị mình thấy rõ đó ha, cá nó dữ lắm, nó không phải vừa đó. Đó thì ở trên này đó, ngay chân chỗ cái hầm mà ngày xưa có cái đập, ở trong đó nó có cái hàng cây mà ngày xưa che mà cắm lên đó quý vị. Đó thì bà con mình thấy rõ đó, là khi mà ông cầm cái nôm đó ở trên, ông bước mà ông chật cái giò xuống đó, ngay cái chỗ mà ngay cái mặt đập mà cái con trâu của ổng mà ổng quánh mà nó gục xuống đó đấy ha. Thì ông chật cái giò, ông nghiêng cái mình ngang đó là ông té xuống dưới đó, cái cây tre ở dưới đó, cái cây tre mà cắm cái nọc đó là nó đâm chỗ lên như vậy đó, là cái bắp chuối của ông đó ha, là nó dính từ ở bên này nó chỗ qua bên kia, cái cây tre nó đâm lên đó là nó gục cái mình ổng xuống rồi. Lúc đó là ổng ớ có mấy cái là bắt đầu chết luôn ở tại chỗ đó luôn quý vị, là ngay chân chỗ cái miệng đìa đó luôn. À, thì bắt đầu nó dính ở trong đó đó ha, ngã ngang rồi, là ngã ngang cái mình của ổng đó, là ổng bất tỉnh luôn, là chết ở tại ngay chỗ đó luôn. Thì cái người con của ổng thấy ra cha của mình càng ngày càng chưa không có thấy, là sao mà đi ra ngoài cái đìa đó sao thấy không thấy, mà ngay cái mặt đập mà không thấy cha mình đi lên. Thì bắt đầu ông anh thứ hai là con của ổng nó chạy ra,
Thì ổng chạy vừa thay ga thì ổng thấy cái lằn máu ở trong ở dưới đó, mà cái mình của ổng nó nghiêng xuống dưới, cái đầu ổng nó gục xuống dưới đó ha, là máu nó đỏ ở dưới ngay chân chỗ cái cây đó, là bắt đầu la chi hô lên, thì bà con người ta xúm lại thì gứt ổng lên là ổng chết ở tại ngay chỗ đó luôn. Ở ngay chân chỗ mà ổng quánh con trâu, mà ổng đánh con trâu nó gục ở ngay chỗ đó luôn. Thì bà con mình thấy trước mắt đó là đó là một cái sự nhân quả sẽ trả cho ổng, thấy người con của ổng và ổng sẽ bị là trả cái quả đó. Thì đây là chứng minh cho chúng ta biết được, nếu mà mình gây cái ác nghiệp thì cái quả này nó không thể nào trả, là không có thể nào mà không trả được nha quý vị. Thì tất cả bà con nghe được những cái mẫu chuyện này thì chúng ta nên nhớ là cái cơn giận của mình đó như không khác nào như cọp dữ trên rừng đó. Thì mình muốn diệt được cái sự nóng nảy, cái sân si của mình đó, mình ráng cố gắng phải dằn tâm và đừng nên nó gây nên những cái ác nghiệp đó mà chúng ta sẽ chịu cái quả báo nha quý vị. Đây là một cái những cái mẫu chuyện nhân quả chúng ta kể ở đây, thì bà con mong bà con ở trong và ngoài nước thì chúng ta thấy được và hiểu được trong cái việc nóng giận. Thì tất cả bà con mình thấy trong cái thời kỳ của mạt pháp này, hoàn toàn là sự nóng giận này nó sẽ đưa tới những cái sát hại vô cớ. Cũng như bà con mình thấy chứng minh tất cả những cái việc mà đâm chém giết chóc, từ cha giết con giết vợ là mẹ, rồi chồng giết vợ, vợ giết chồng, mà luôn tới cả mấy cái thời gian mấy ngày nay nó có những cái vụ án xảy ra, là có nghĩa là rể mà giết cha vợ, mẹ vợ, rồi giết vợ luôn như vậy á. Thì đây là những cái việc sát giết với nhau. Ngày xưa đó mình sát giết những con vật này, nó sẽ đầu thai trở lại đây để nó sát giết mình, cũng như y gan, cũng như con mà giết rể, chỉ giết có ông già vợ, bà già vợ vậy quý vị. Thì nó không có ngoài ra cái luật nhân quả mà thầy nói, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lộn một ai. Như vậy thì hoàn toàn tất cả bà con nên nhớ đó, gây những cái ác nghiệp này thì cái đời mạt pháp này cùng cuối này sẽ trở lên để trả quả hết. Nghiệp quả nhỏ thì trả nhỏ, lớn thì trả lớn. Ở đây tất cả bà con nên nhớ đi, vợ chồng hiện tại bây giờ là những cái nghiệp quả để lên trả, chứ ít có thuận duyên lắm nghe quý vị. Đó, và tất cả những cái việc làm của mình, chúng ta hôm nay sẽ thấy được những cái hoàn cảnh mà sát giết, và những cái việc làm của chúng ta đó, nào là chồng giết vợ, vợ giết chồng, bà con mình thấy ở trên cái báo đài rất là nhiều. Thì cũng mong muốn làm sao toàn bộ tất cả bà con, những cái linh hồn của tất cả những cái loài vật này đó cũng như mình nha, nếu gây tạo thì sát giết, cũng như ông chú này, ổng giết con trâu, ổng tức giận, ổng sát giết nó, ổng đập, ổng chặt, chò chặt cẳng, hoặc là ổng quánh, ổng đâm, ổng giết nó như vậy, thì tất cả những cái nghiệp quả này nó sẽ trả ổng bằng gấp bằng hai lần. Có nghĩa là hiện tại bây giờ đó, chúng ta gieo một là phải trả hai ba đó quý vị. Đó. Mà từ xưa tới nay nợ nần tông tổ tạo gây nên đó. Hiện tại bây giờ con cháu ngày nay phải báo đền thôi đó. Đành thế nhưng vừa lời dễ vốn, lẽ nào chịu dạy trả ngông nghênh. Thì chúng ta nên gắng cố gắng niệm Phật và hành theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy trong một cái thời kỳ này, gắng cố gắng nhẫn nhẫn, không có bao giờ nóng, cái việc nóng của mình là nó thất bại hoàn toàn ha. Cái sát giết này là nơi cái sự nóng giận mà ra. Thì hôm nay những cái mẫu chuyện vừa kể qua cho bà con mình biết, để sau này tất cả cô bác anh chị em có nghe được và lắng lòng để nhắc lại. Đây là những cái lời vàng ngọc của tất cả những cái Phật, vị Phật, cũng như ngày xưa đó, kinh Phật ngày xưa cũng vậy, cũng cho ta biết Phật sợ nhân quả mới tu. Chúng sanh hiện tại bây giờ đó chịu nhân quả mới gây tạo những cái nhân quả này, mới nào là bị sụp đất, nào là bị những cái việc mà mùa màng chết chóc, và những cái việc mà bão tố phong ba là cũng do nơi cái nghiệp quả chúng ta sanh ra. Ngày xưa giết sát giết rất nhiều, thì hôm nay những cái mạng của tất cả những cái loài vật nó sẽ lên đây để trả chúng ta. Thì hoàn toàn đó, chúng ta sẽ chịu những cái nghiệp quả này trong một cái thời kỳ cùng cuối này không bao giờ có thể là giải quyết được. Thì xin mong toàn thể cô bác và anh chị em gắng cố gắng trì hành tịnh độ, để chúng ta sau này sẽ được hưởng những cái ân huệ của ơn trên và Đức Phật và Đức Thầy.